Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh của Singapore Hàng Châu Âu Nhật Bản. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người mẫu đồng hồ tượng đôi. Thường thì tượng một cũng có khá là nhiều mẫu, nhưng mà lâu lâu thì về được tượng đôi. Tượng đôi thường thì là tượng tình nhân, nhưng mà hôm nay về là tượng kiểu như thế là tình cảm giữa hai chị em hoặc là tình bạn đấy ạ. Rất đẹp. Cái thiết kế của nó là hai tay của hai cô gái cầm chung một cái phần bên trên đây là chiếc đồng hồ. Đấy, chiếc đồng hồ mắt số La Mã, và đặc biệt là em đồng hồ này là lắc cả lắc và đồng hồ, cho nên là tạo cái ấn tượng riêng cho chiếc đồng hồ. Về phần tượng thì em này cái màu của nó là màu nhũ đồng, cho nên là nhìn giống như là tượng đồng của châu Âu ấy ạ, rất đẹp. Kích thước của nó khá là cao, kích thước là 60 và chiều ngang là 33 cm. Về khuôn mặt cũng như là cái tạo hình của cô gái thì không thể chê vào đâu được rồi. Mình có thể đặt phòng khách hay là đặt ở trên một cái đôn. Em nghĩ là để cái đôn là hợp lý nhất ấy, thì nó để một riêng một mình một góc thì nó sẽ đẹp hơn. Cái cân nặng của nó em nghĩ là nó rơi khoảng tầm 10 gần 10 kg đấy, 7 đến là 9 hoặc là 10 kg, em chưa đo, em chưa cân chính xác, nhưng mà cũng rất là nặng. Nên là mình để cho một cái đôn vững chãi như này thì đồng hồ vừa để decor trưng bày mà là có xem được giờ. Thì vừa rồi em cũng đã giới thiệu cho mọi người chiếc đồng hồ tượng đến từ Nhật Bản của thương hiệu Citizen. Các bác muốn biết thêm thông tin chi tiết về em đồng hồ này thì có thể liên hệ qua fanpage Thợ Săn Kho Báu hoặc là website Singapore Hàng Nhật Âu, hanjapan.vn. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các clip tiếp theo.